Rồi xin chào mấy anh của em đã trở lại với kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Đây, cái bảng của em đây, cái bảng này gọi là cái bảng phong thần đó mấy anh ơi. Mùa dịch mà sống nhờ cái bảng này đó. Rồi, tí em sẽ quay qua nói cái bảng đó. Hôm nay em lên hai cây có đề hết nha. Có đề dành cho những anh nào mà ngại về giật máy hoặc là thích đề đó, thích em yêu khoa học đó thì tham khảo hai cây máy này giùm em nha. Thấy ok thì mình lùa hai cây này vô chuồng luôn. Vào nhà mình á. Rồi. Hai cây đề, một cây á là kêu Git, một cây là Makita. Cây này thì 230, cây này thì 260 ha. Hình thức máy còn rất là đẹp, bên em làm sẵn sàng hết. Mình về mình chỉ việc là đổ xăng pha nhớt vô sử dụng thôi, mà bên em tặng luôn cục sạc, tặng luôn cục pin cho mình luôn ha. Tí em sẽ báo giá. Mình mua hàng mình liên hệ giùm em số điện thoại này nha mấy anh. 0913136620 nha. Cái số điện thoại này có Zalo luôn. Ha, mấy anh nào mà có Zalo thì mình qua Zalo đi, em hướng dẫn tỉ mỉ kỹ lưỡng hơn. Rồi đặc biệt ship hàng toàn quốc. Mùa dịch này cũng vẫn ship nha mấy anh. Chỗ nào mà cách ly á thì em sẽ tính theo cách ly. Để mấy anh cứ việc cho địa chỉ số điện thoại, em sẽ hỏi bên bưu điện đi được em sẽ cho mấy anh hay. Rồi đi nhưng mà nó hơi chậm hơn mọi ngày xíu. Ví dụ 7 bữa thì mình lên 8 bữa, 9 bữa gì đó. Tới nhưng mà nhiều khi sát khuẩn, diệt khuẩn rồi giao không có được, cho nên mình thấy mua được thì mình hãy chốt nha mấy anh. Nhiều khi tới mà giao hối giao như hồi đó 2-3 bữa chắc không kịp. Tội nghiệp bên em, tội nghiệp bên shipper. Đó bây giờ mình cũng rảnh rỗi rồi, dịch này mình nó nhả không thì mua máy thì cũng đợi giùm em vài bữa, cái về tới chỗ cái mình đi làm vườn làm bọng, tỉa cây tỉa cảnh tỉa cỏ dòng nhà cho nó sạch sẽ. Rồi bên em được xem hàng, kiểm tra hàng, đặc biệt là thử máy trước khi nhận. Em ở đây là thử máy rồi đó, tới chỗ mấy anh gắn lửa giùm em cắt cỏ đúng máy đúng hàng, cắt cỏ đứt nhận giùm em. Đặc biệt không có lấy cọc ha, bán hàng rất là đơn giản, thoải mái luôn. Những cửa hàng mà không lấy cọc là luôn luôn đặt uy tín làm đầu nha mấy anh. Đó, mà mấy anh ha, mà khi mà mình chốt máy như thế này, mấy anh đặt cây nào em giao cây đó, cho em cũng không dám giao hàng vớ vẩn, đâu lấy cọc đâu. Gửi giao hàng vớ vẩn mấy anh không nhận hàng cho nghiệp em, phải không? Tự mình hại mình đó. Rồi cái nick Facebook là máy cắt cỏ và cái nick YouTube là cửa hàng Thành Hợp, mấy anh nhắn chữ Thành Hợp, cửa hàng Thành Hợp. Rồi, ngoài những cái máy này, mấy anh không muốn kiếm cái máy nào giá rẻ hơn, không có đề, phù hợp với gia đình, em có một lô bự chà bá luôn ha. Lô máy dọn rồi chưa dọn cũng có, mấy anh thích vậy mấy anh alo em, cái là nhập dự trữ mùa dịch ha. Nếu có hàng em sẽ dọn cho mình liền và ngay ha. Rồi mình mua hàng thì giờ hai cây máy giới thiệu. Em có bán luôn cái đồ gạt cỏ này mấy anh. Cái đồ gạt cỏ hay là đồ gom cỏ, gom lúa là nó ha. Là gắn như thế này, mình để lên mình cắt mình sẽ lùa về ha, lùa về vị trí một bên đó, mình khỏi cần phải đi gom nha, thấp cao gì cũng được. Tại này bên em thiết kế cái này 100.000 một cái. Mấy anh cái này nhưng mấy. Rồi mấy anh nào mà mua đồ gạt cỏ mà mình có máy cắt cỏ mình muốn riêng á thì mua giùm em 100.000 cộng 30 phí ship là 130 nha. Còn bình thường đi chung với máy thì em bao ship luôn cho mình. Còn này là nhớt hai thầy ha, thời buổi này dịch rồi thì đi ra đường cũng khó, hay lơ quơ thì bị công an xã nó bắt, mấy người đi kiểm tuần tra họ bắt, phải không? Mấy anh mua máy, mấy anh mua nhớt giùm em. Máy này là máy hai thầy ha, thì một chai nhớt này 100.000, con nhà có rồi thì mình khỏi mua. Mà một lít xăng pha giùm em 40cc nhớt, nó có này mấy anh 20, 40, 60, 80, 90, 20, 40, 60, 80, 100 ha. Là một lít xăng cho 40cc nhớt nè, nó có sẵn luôn, mình chỉ việc là mình pha mình lắc lên đổ vô sử dụng thôi. Còn cái này là cái mét dây của ổ cước ha, cộng dây của ổ cước cái gì nè, bên em bán 10.000 mét nha. Mấy anh nào có nhu cầu mua thì mấy anh alo cho em đó, mấy anh nào mua luôn thì em bao ship, còn mình mua riêng thì cộng phí ship giùm em ha, ship tới chỗ cho mình luôn đó. Thời buổi này khó khăn cái gì cũng kinh doanh nha mấy anh ha. Rồi mấy anh cảm thấy kênh em like ok chất lượng cho em xin nút đăng ký nha, em cảm ơn trước. Một nút đăng ký kèm một nút like nha mấy anh. Rồi bên em á là bao ship tới nhà, ví dụ cây máy này 2,3 triệu em bao ship tới nhà 6 món phụ tùng đi kèm cho mình, là có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mã bu ghi, lục giác 4, lưỡi dài với cái ổ phát cước ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em test máy cho mấy anh xem nha. Cây đầu tiên là cây kêu Git 230 ha. Bây giờ đầu tiên á mà mình muốn máy khởi động ok, mấy anh chịu khó giật giùm em cái nha mấy anh. Thử máy cũng vậy, mà sáng mình đem cái máy ra đồng mình xài cũng vậy luôn ha. Là mình giật máy cái đi, thì xong rồi qua mình hãy nhấn nút đề, từ đó sau mình xài đề bình thường. Cái này mình đảm bảo cái nguồn lửa của những cây máy này nó được chất lượng, nó không bị hư giặt ha. Tại bên em đã thiết kế và thử nghiệm rồi, mình tránh được cái gì mình tránh. Rồi giật đi. Vô. Cái lè.
hai ngón tay út thôi. Trở lại. Ủa, quên chưa mở công tắc ha, ngón tay út thôi. Cũng nhảy nổ bình thường ha. Tức là về mình cho đứa con 3 tuổi mình á, cho nó nhát như đồ chơi cũng được ha, khởi động đồ điện tử đó. Đó. On là tắt. Ủa, on là mở, off là tắt nha. Đây bên em thiết kế thẳng cho mình cục pin luôn ha, em tặng cho mình cục pin kèm một cục sạc. Và đặc biệt cục pin này là tháo ra sạc giùm em nha mấy anh. Về sạc tháo ra sạc chứ không phải là để gì ha. Kim vô sạc không có được. Đó. Cái này là kêu git 230, 23cc, 32 ly. Tum rời tum nhôm ha. Rất là chắc chắn mấy anh, nghe cái tiếng nó nổ rất là phào. Ha, chạy cực kỳ khỏe luôn. Bình xăng con, bình xăng lớn gì zin hết. Bình xăng con thì bình xăng là ga bít tông. Đó. Chạy cực kỳ khỏe. Cái bình xăng lớn nó có cái đế luôn nè. Đó. Mà sắt cũng hay bảo vệ bình xăng lớn mình rất là chắc chắn. Ga giữ hai tay cầm, chắn cỏ zin, đầu bò zin luôn ha. Đầu bò zin cho mình luôn, máy bao chất lượng cho mình luôn ha. Đó, đây. Tắt đây ha. Đây. Em dặn rất là kỹ nha, mình xem clip cho kỹ, còn không hiểu cái gì họ hỏi em hãy giải đáp hết thắc mắc cho mình, là nhớ là giật cái đi rồi mình hả. Ở đây. Đây. Rồi. Tự đề luôn đi. Em sang cây Makita, không giật trước hả? Rồi cây này ổng nãy em giật rồi cho nên nó không có giật nữa, giờ em đề trước. Rồi hết pin rồi cha. Hết pin rồi anh em ơi. Em hai cái ha. Cái này là hết pin, bên em mới đổi pin đấy mà. Đó là pin nó đổi rồi. Thí nghiệm cho mấy anh xem. Cái ông clip, ông bấm không có nhiệt tình. Nó khởi động bình thường ha. Cái máy này Makita, cái này tum liền, tum nhựa ha. Hình thức máy còn rất là đẹp. Này 34 ly nha mấy anh, 26cc. Cái chân ở dưới bằng âm thợ thiết kế bằng sắt nè ha, nó cũng không có đậm chạm đất luôn, mà xăng lớn mình không chạm đất luôn ha, chắc chắn luôn. Rồi hai tay cầm đầu bò zin nữa, cái này em sẽ bổ sung cái chắn cỏ sao cho mình luôn ha. Rồi cái này thì nó chế zin, chế quanh gồ, quanh bờ nè, chỉ quanh gồ nằm trên ha. Rồi thêm cái tay lai đỏ tự động cho mình, khi mình đóng le là bật lên như vậy giùm em ha. Cái mình lên ga nó sẽ nhảy về chế độ là mở le nha mấy anh ha, rất là xuất sắc cho cây máy này luôn. Mỗi cây nó một cái ưu điểm riêng. Và em báo giá luôn hai cây máy này ha, 2.3 triệu hết, bao ship tới nhà, 6 món phụ tùng đi kèm. Và đặc biệt những anh nào thật sự cần thiết mình hả mua đề ha, còn không cần thiết thì mình nhường cho những cái anh sao, nhiều khi người ta xem không kịp cái clip á, người ta không có cơ hội rồi người ta mua. Rất em nãy là em khuyên thiệt, tại vì đề thường thường lên là không có đủ bán. 2.3 triệu bao ship tới nhà, rồi tặng một cục sạc, tặng thêm một cục pin về cho mình luôn. Rồi mình về là mấy gì chỉ việc sử dụng thôi, chứ ở đây là em làm sẵn hết, về khỏi cần phải làm thêm gì hết. Bây giờ tổng thể hai cây cho mình coi, một cây xanh một cây cam ha. Mấy anh thấy kênh ok mấy anh giới thiệu giùm em nha. Rồi cảm ơn mấy anh rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.